Các bạn, hôm nay chúng ta hãy cùng đến với cái tựa game là Chiến thần FK của nhà phát hành VNG nha các bạn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách nạp nhanh chóng, an toàn, chi tiết và hiệu quả nhất đối với cái tựa này. Hiện tại thì tựa game này sẽ có hai hình thức nạp. Hình thức nào nhất là nạp trực tiếp ở trong cái tựa này thông qua cổng thanh toán của GoPlay và Store. Hình thức nạp thứ hai là nạp thông qua website chính thức của nhà phát hành VNG nha các bạn. Thì cả hai hình thức nạp đều sẽ có những cái ưu điểm và khuyết điểm khác nhau. Thì đối với hình thức nào nhất là nạp trực tiếp ở trong cái tựa này thông qua cổng thanh toán của GoPlay và Store thì nó sẽ có một số ưu điểm và điểm như sau. Thứ nhất là ưu điểm thì nó sẽ nạp cực kỳ dễ dàng và các bạn có thể nạp bằng tài khoản chính của sim điện thoại của bạn được, nhưng mà song song đó thì nó sẽ có một số khuyết điểm như là nó bị tính thuế rất là cao và không nhận thêm phần trăm ưu đãi từ nhà phát hành. Còn đối với hình thức nạp hai là nạp thông qua website chính thức của nhà phát hành VNG thì nó sẽ có một số ưu điểm và ưu điểm như sau. Thứ nhất là về phần ưu điểm thì nó sẽ không bị tính thuế và bạn sẽ nhận thêm phần trăm ưu đãi từ nhà phát hành. Nhưng mà song song đó thì nó sẽ có một số khuyết điểm như là nó sẽ nạp khá là gồm gà vì nó phải host game ra vào web thì mới thể nạp được. Đối với một số bạn mới chơi á thì có thể khá là khó khăn, nhưng mà bạn nạp chơi quen rồi mà nạp quen rồi thì sẽ rất là dễ dàng. Và các bạn không thể nạp bằng tài khoản chính của sim điện thoại của bạn được, nếu như nó không hỗ trợ nạp thông qua FF nha bạn. Thì còn về phần quà nạp đầu thì cả hai hình thức nạp đều sẽ nhận được phần quà nạp đầu như nhau nha các bạn. Thì khi bạn nạp đầu, nạp bất kỳ thì bạn sẽ nhận được hay là một con Kaguya Hime và phẩm chất SSG nha các bạn. Thứ hai là nhận được bụi sao tinh linh xuồng 300. Thứ ba là nhận được 500k vàng. Thứ tư là nhận được SBN hồng xuồng 100k. Nếu như bạn nào có điều kiện kinh tế hơn chút thì bạn tích lũy nạp 980 kim cương thì các bạn sẽ nhận ngay những cái phần quà như sau. Thứ nhất là bạn nhận được vest chim màu hoàng kim số lượng 10. Thứ hai là gương trang bị bố dép chỉ định tím số lượng là 1. Và ngày 2 khi bạn đăng nhập thì bạn sẽ nhận ngay được vest chim màu hoàng kim số lượng 10. Kèm theo đó nữa là gương trang bị bố dép chỉ định tím số lượng 1. Và nếu như bạn đăng nhập ngày 3 thì các bạn sẽ nhận được vest chim màu hoàng kim số lượng là 20. Kèm theo đó nữa là gương trang bị bố giáp chỉ định tím số lượng là 2. Và nếu như bạn nào có điều kiện kinh tế hơn một chút thì các bạn có thể nạp và tích lũy nạp 1980 kim cương. Thì khi tích lũy nạp các bạn sẽ được nhận ngay là bài thơ đêm ảo số lượng là 1, vest chim màu hoàng kim số lượng 10 và 500k kim cương nha, 500k vàng nha bạn. Bạn có thể xem chi tiết cái công tướng đây. Ok, thì tùy theo điều kiện kinh tế bạn mà bạn nạp thôi bạn. Nhưng mà nếu như bạn tích lũy nạp mà 1980 kim cương thì bạn sẽ nhận được 3 phần quà này luôn nha các bạn. Ok, thì giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn nạp trực tiếp trong trường game này trước. Sau đó thì mình sẽ hướng dẫn bạn nạp thông qua website chính thức của nhà phát hành nha các bạn. Thì đầu tiên để nạp trực tiếp trong website này, các bạn nhấn vào dấu cộng ở một kim cương thì nó sẽ ra cái gói. Các bạn tiến hành chọn cho mình cái gói nạp và nhấn vào phục đồng ý thì ngay tức thì nó sẽ hiện lên cái khuôn hết toán. Thì tổng cộng sau đó thì bạn nhấn vào đây để tiến hành chọn phương thanh toán nha bạn. Thì tổng cộng sẽ có 7 phương thức thanh toán. Phương thức thanh toán thứ nhất là nếu như bạn xài sim Viettel, Mobi, Vina, Vietnam Mobile mà bạn nhấn vào thêm phương thức thanh toán của sim của bạn thì nó sẽ tự động liên kết với tài khoản chính của sim bạn và bạn có thể nạp được nha bạn. Phương thức thanh toán hai là thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, tức là thẻ Visa, Mastercard, JCB. Thì bạn tiến hành thêm vào nhấn vào thêm thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ và bạn tiến hành liên kết cho mình, liên kết rồi thì mình có thể nạp được nha bạn. Thứ ba là thanh toán bằng ví điện tử Shopee. Thứ tư là thanh toán bằng ví điện tử Momo. Thứ năm là thanh toán bằng ví điện tử Zalopay. Thì ba cái ví điện tử này cái phương thức thanh toán y hệt nên là mình gặp chung lại, mình hướng dẫn cho các bạn là các bạn tiến hành liên kết những cái ví điện tử đó với GoPlay Auto và tiến hành toán. Khi thanh toán thì nó sẽ tự động chuyển về cái ứng dụng đó và bạn thêm vào thông tin và những xác nhận hơn các bạn. Kế tiếp là sử dụng số dư, nếu bạn có cuối cùng là đổi mã như các bạn có, nhưng mà phiên bạn là không nên nạp bằng phước này vì nạp bằng phước này nó sẽ bị tính thuế rất cao và không nhận thêm phần trăm ưu đãi từ nhà phát hành. Mạnh khuyến bạn là nên nạp thông qua website chính thức của nhà phát hành là bay.vin.vn/game/chiến thần FK. Thì cái link đây nha bạn, thì cái link tải này mình sẽ để dưới xin lỗi bạn, thì cái link nạp thì mình sẽ để dưới phần mô tả, các bạn có thể vào đó để nạp. Thì ngay tức thì nó sẽ hiện lên như thế này. Các bạn tiến hành chọn, các bạn tiến hành đăng nhập, bạn nào đăng nhập rồi thì nó sẽ hiện lên phước chọn máy chủ, bạn nào chọn máy chủ rồi thì nó sẽ hiện lên giống như mình. Các bạn kéo xuống và chọn cho mình cái gói bao gồm gói combo và phiếu mua hàng. Các bạn tiến hành chọn gói và nhấn vào mua nha các bạn. Thì ngay tức thì nó sẽ xuất hiện phương thức. Phước thanh toán nhất là thanh toán bằng Zalopay, thứ hai là thẻ Zin, thứ ba là ngân hàng, kế tiếp Visa, Mastercard, JCB, cuối cùng là thanh toán di động. Thì những cái phương thức này
thì các mình khuyến bạn là nên thanh toán bằng phương thức là Zalo Pay để có ưu đãi nhiều nhất nha bạn. Thì mình sẽ hướng dẫn bạn thưởng thức đầu tiên là Zalo Pay. Thì các bạn nhấn vào phần thanh toán nhanh. Kiểm tra là thông tin nhân vật. Kiểm tra là thông tin và nhấn vào. Thì ngay tức thì nó sẽ chuyển đến cái trang này để tiến hành thanh toán nha các bạn. Và các bạn tiến hành toán hoặc là bạn viết mã QR để tiến hành toán. Cái tiếp nữa là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nạp bằng thẻ zin nha các bạn. Các bạn tiến hành nhập sơ ghi, nhập mã thẻ và nhấn xác nhận. Thì thẻ zin các bạn có thể mua ở các tiệm net, các bạn cửa hàng tiện lợi, siêu thị hoặc là những cái đâu đó tỷ các bạn. Cái tiếp nữa là hướng dẫn cho bạn nạp bằng ngân hàng, tài khoản ngân hàng. Các bạn chọn cho mình cái ngân hàng thì ngân hàng nào cũng như nhau hết các bạn. Kiểm tra là thông tin và nhấn xác nhận. Thì ngay tức thì nó sẽ chuyển đây, các bạn tiến hành nhập số thẻ, tên linh thẻ, ngày phát hành và nhấn vào thanh toán. Thì các bạn lưu ý là cái hãng hàng này là các bạn phải xài thẻ này mới được nhé bạn. Thì ngay tức thì nó sẽ chuyển đến cho nhập mã OTP. Mã OTP nó sẽ gửi về số điện thoại mà bạn đăng ký ngân hàng của bạn, tiến hành nhập vào và nhấn xác nhận thanh toán nhấn tiếp tục hả bạn. Các bạn lưu ý là không đóng như chừng bị lỗi nha bạn. Các bạn phải để cho nó tự động chuyển về. Cái tiếp nữa là hướng dẫn bạn thanh toán bằng thẻ Visa, mã thư kẹt JCB nhé bạn. Các bạn cũng xem loại thông tin. Thì các bạn cũng tiến hành nhập cho mình số thẻ nè bạn, tên trên thẻ, ngày khách hàng, ba chữ số CVV là ba chữ số mà sao thẻ và nhấn vào thanh toán. Thì ngay tức thì nó chỉ nên cho nhập mã OTP. Các bạn tiến hành nhập mã OTP và bạn nhấn vào tiếp tục để thanh toán. Các bạn lưu ý là không đóng như chừng bị lỗi nha bạn. Các bạn phải để cho nó tự động chuyển về. Cái tiếp nữa là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nạp bằng thanh toán di động nha các bạn, là VNPT Money hay là VNPT Pay cũng là nó luôn nha bạn. Thì ngay tức thì nó sẽ chuyển về cái ứng dụng VNPT Pay và các bạn tiến hành nhấn vào thanh toán các bạn, y như là Zalo Pay các bạn. Sau khi các bạn mua thành công rồi thì các bạn tiến hành vào vào game nha các bạn. Thì Kim Cương nó cộng hẳn vào đây, những quà khác thì nó cộng hẳn vào túi, những quà khác nó gọi hẳn vào thư. Còn vào đậu thì bạn nhấn vào nhận thôi nhé bạn. Ok, thì như vậy là mình hướng dẫn xong cho bạn cách nạp nhanh chóng, an toàn, chi tiết và hiệu quả nhất đối với cái trường này. Thì chúc bạn nào thành công và chơi game vẻ, đừng quên like này bạn hay và chia sẻ cho mình cùng biết với nha. Cũng đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ nha. Còn giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả bạn ở những cái video tiếp theo. Bye bye.